các bạn đang xem trên tay tôi đó là đèn lùi. Đèn lùi của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport hay còn đèn ba đợt sốc sau. Đèn lùi hay còn gọi là đèn ba đợt sốc sau. Cái đèn này nó nằm ngay dưới chỗ ba đợt sốc sau, cản sau của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Và khi lùi thì nó sẽ có tác dụng là nó báo, cảnh báo cho xe phía sau biết là xe chúng ta chuẩn bị lùi. Và nó còn tác dụng là phản quang. Phản quang để khi xe chúng ta, xe phía sau dễ dàng nhận biết được xe của chúng ta khi chúng ta đang lăn bánh trên thị trường. Thì nhiều anh em, có anh em gọi là đèn lùi, anh em gọi là đèn ba đợt sốc sau, bởi vì nằm trên ba đợt sốc sau của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Dòng xe được bán 7 chỗ, được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Đèn lùi hoặc đèn ba đợt sốc sau. Như vậy khi mà trong quá trình mà các bạn lưu thông xe trên đường, anh em chạy xe trên đường, mà trong quá trình bởi vì nó nằm ngay trên ba đợt sau, mà chất liệu thì các bạn nhìn đây bằng nhựa. Đấy, bằng nhựa. Hàng xịn chính hãng thì các bạn nhìn trên xe, trên sản phẩm nó có stanley này. Đây các bạn nhìn, rất dễ các bạn nhìn đây, hàng stanley. Thì khi hàng xịn chính hãng thì các bạn nhìn trên sản phẩm có chữ Stanley đấy, của nhà sản xuất Mitsubishi đó. Thì trong quá trình mà các bạn lưu thông, của anh em trong quá trình chạy xe trên đường mà gặp dòng xe Mitsubishi mà các bạn cần phải thay thế phụ tùng, thì rất mong anh em sẽ liên hệ vào ủng hộ phụ tùng An Việt, bởi chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng của dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam, từ gầm máy, thân vỏ là côn bàn FPT, gương đèn ba đợt sốc của tất cả các dòng xe như Mira, Ultra, Triton, Xpander, Lancer, Granit, Zinger, Jolly, tất cả dòng xe các bạn, anh em gara mà trong quá trình chúng ta sửa chữa chỉ cần nhìn thấy cái logo Mitsubishi thôi. Đấy thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng An Việt. Đến với chúng tôi thì các bạn hoàn toàn yên tâm, bởi vì chúng tôi chuyên nên sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ từ gầm máy, thân vỏ, tất cả những gì con xe các bạn cần thì chúng tôi đều có nhập khẩu và phân phối, bởi vì phụ tùng Mitsubishi An Việt thì chuyên hai dòng xe đó là Mitsubishi và dòng xe Honda. Nhưng dòng xe khác thì hiện tại chúng tôi không làm. Thì chúng tôi chuyên nên là bảo cung cấp cho bạn chuẩn và đầy đủ đồ luôn. Đấy thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng An Việt, làm sao chúng tôi có thể đồng hành cùng các bạn, làm sao trong quá trình mà anh em gara tìm một đơn vị chuyên về dòng xe Mitsubishi, giá thành cạnh tranh và chất lượng hàng hóa đảm bảo. Đấy, làm sao mà anh em trong quá trình đi xe còn một đơn vị mà chuyên cung cấp phụ tùng dòng xe Mitsubishi này uy tín, chất lượng mà giá thành cạnh tranh, hàng hóa thì đảm bảo về chất lượng, giá thành hợp lý. Làm sao khi mà chúng ta gặp con xe mà chúng ta bắt buộc phải thay thế và sửa chữa phụ tùng thì chúng ta có được cái đơn vị mà cung cấp phụ tùng nó hợp lý, cạnh tranh nhất, để làm sao chúng ta có một con xe vận hành tốt, lưu thông tốt, chạy tốt trên đường mà cái giá thành mình các bạn phải sửa chữa và thay thế phụ tùng nó không quá đắt đỏ. Thì đấy là mục tiêu hướng tới của phụ tùng An Việt, để chúng tôi có thể đồng hành cùng các bạn trên tất cả các chặng đường. Đấy thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng An Việt. Để mua hàng thì các bạn hãy truy cập vào website phụtungmitsubishi.vn và phụtunganviet.com. Thì đội ngũ dành tôi sẽ tư vấn và báo giá các bạn một cách chi tiết. Rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng An Việt.